Anh có thấy thấy không, cái nỗi nhục của bọn Ba Que, thằng Ngô Kỳ là một, không nhà không cửa không xe, lại đến cái thằng Lý Tống, chết không có một ngôi mộ cho Trung Nguyên nó thấy gọi là ok không yên à? ổn. Không thấy cái nick của bạn trên này nha Trung Nguyên nha. Còn cái nick tình file là của thằng Tuấn Thanh này phải không? Nói rồi Tuấn Thanh rồi, khỏi gửi yêu cầu Tuấn Thanh ơi. Em thì cái chuyện xả, đã nói rồi xả. Đúng rồi, mình sợ Tuấn Thanh lắm, sợ Tuấn Thanh không kiếp, không thoát được cái kiếp nô lệ nha. Ngắn gọn vậy thôi, bớt nhai giùm gái. Cái bọn chống cộng cực ngu, anh quan thơ mấy Trung thấy không? Chống cộng cực ngu, vô cùng luôn. Nó ở nước Mỹ mà thằng 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 Lý Tống, cái lỗi ô nhục của bọn Ba Que là không xây được cho nó một cái ngôi mộ cho nó đàng hoàng, lại để cho Hoàng Kiều phải mua đất để chôn thằng Lý Tống đấy. Rồi đến thằng Ngô Kỳ lại phải để một cái người nào đó tặng cho một con Mercedes thời những năm 90, thấy không? Nó ô nhục vô cùng luôn, mà những thằng đấy là chống cộng khét tiếng đấy, những thằng đấy À tức toàn là là ăn mày ý bạn tức không à. là cái nick người bản xứ là nick của bạn đúng không Trung Nguyên? Ok rồi, Đúng rồi. ok chào bạn. Hello, Bạn chào Việt à. Nam, chào chủ diễn đàn nha, chào khách mời. Lần đầu tiên mình lên cái diễn đàn của bạn. Phải lần đầu tiên không đó, Đúng rồi. nhớ lại đi. Nhưng mà cái nick này tôi không biết tên cho nên đâu có biết, anh phải giới thiệu tôi mới biết chứ. Ok rồi, xin mời bạn muốn chia sẻ cái Nhưng mà nói vậy thì anh cho biết là cái nickname anh là gì đi. Cái chứ bạn tên bạn của bạn anh. bạn vào bạn vào bạn chơi bạn không biết là tôi đang like ở cái nick nào Thì hả? lần đầu tiên tôi lên, tôi thấy cái nick này là lạ lắm, lần đầu tiên tôi lên. Mà anh nói Không, là khẳng định lại. là Đúng bạn rồi. vào cái like này bạn chơi, tôi đang phát like, phát trực tiếp bằng cái like, cái nick gì bạn không biết hay sao? Dĩ nhiên là tôi biết, tôi đâu phải ngu À đâu, thì tôi biết là được biết rồi viện thôi. sứ đâu Không, đâu viện sứ đâu nói đâu như vậy nó rất là, vẫn rất là kỳ nhá. Bây giờ vào nhà người ta, viện sứ bảo nhà ông là nhà gì ở đâu ấy, tự nhiên vào nhà, không. lại Kệ đi viện vô sứ Nam, hỏi như vậy tôi không kệ lo. đi vô Nam, vô Nam. Tôi nói rất là đàng hoàng, lần đầu tiên tôi lên thanh Nãy minh giờ cho đâu bạn của anh. ai đâu ai nói bạn nói bậy đâu, tôi đang hỏi Ấy hỏi cho ra vấn ấy đề là mà. ấy là tôi nói ấy, lần đầu tiên tôi lên cái like của anh đúng không? Thì anh nói À, có phải lần đầu tiên không? thì tôi hỏi, tôi đang nghi ngờ mà, Thì tại đúng vì ra tôi là nghe cái lần đầu giọng nó tiên. quen quen, tôi nghe cái Đúng, giọng nó đang là quen lần đầu quen. tiên. Ok rồi, lần đầu tiên rồi, bạn có chia sẻ gì không? Chia sẻ gì lên chúc Tết mấy anh thôi. Đây là cái Ok ngày cuối cùng trong 3 ngày xuân rồi đúng không? rồi. Mấy anh trong 3 ngày xuân là sao? Có gì vui không? Anh đi chơi đâu nhiều chưa? Rồi đi đi, đi chắc chắc là bạn không theo dõi đó, bạn không biết á. Đi thì mỗi người có một hướng thôi. Rồi nói gì nói thì cũng, trước tiên thì cũng cảm ơn bạn có nhã ý là chúc xuân. Thì cũng xin thay mặt mọi người cũng gửi lời chúc xuân đến bạn và gia đình, À, cảm ơn những anh. gì nó tốt đẹp và thành công mới ha, được chưa? Du Nam có ở đây phải không Du Đúng rồi, Juna vẫn đang ngồi đây này. đó, anh khỏe chứ, 3 ngày xuân vui Thế cảm ơn viện sứ, thì ở quê hương thì đón xuân thì luôn luôn là cái niềm hạnh phúc cho người dân rồi. Đây thì mọi người đi lễ đấy, từ từ nhà thờ cho đến đình chùa, là ngày xuân là anh. chỉ vui 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 và đi lễ hội thôi đấy. Rồi viện sứ ở bên đấy thì sao, ngày Tết thế nào? Thì đầu xuân năm mới thì năm cũ đã qua và năm tới đã tới, thì thôi cũng chúc viện sứ với gia đình nhà viện sứ năm mới luôn luôn mạnh khỏe mạnh đấy, Rồi, và cảm cuộc ơn sống Du ổn định, phát phát tài phát lộc. Tiệm neo hôm nay có một tiệm thì ngày mai thêm tiệm nữa. Nam. Cảm ơn anh. Nhất trí. Cái này bên nói chung là bên cái đất nước Mỹ thì mình sống ở đâu? Nước Mỹ là một cái hệ Trung Quốc đúng không? Thì nó có là hơn 200 cái quốc gia, cái mọi cái vùng lãnh thổ nó sống ở trên đây. Thì không có cái đại khái là nếu mà nước Mỹ mà cứ tổ chức theo cái dịp Tết á của từng cái chủng tộc á, thì tôi nói ông á là nó tổ chức cả năm, bởi vậy á, nhập gia tùy tục. Cho nên cái người cộng đồng người Việt mình cũng tưởng nhớ đến cái ngày Tết tổ tiên, thì cộng đồng
ông cũng tổ chức ra những cái buổi tiệc á, để cho cái cộng đồng người Việt hải ngoại á, tập trung lại vui chơi giải trí, nhất là cho những cái các em mà thiếu niên á, trẻ em á, cũng có những cái phong bao lì xì, có những cái trò chơi, rồi có múa lăng, đó là cái hoạt động trong cái cộng đồng người Việt của mình anh. Còn mình vẫn tới đến nhà cái người những người bạn mà bạn thân đó nha, đến để mà thăm hỏi nhau rồi chúc Tết với nhau đó thôi. Dĩ nhiên là nó không có nhộn nhịp bằng như bên Việt Nam rồi. Nếu mà giữ được cái truyền thống như vậy thì cũng là cái điều đó là cũng tốt đẹp thôi. Đúng rồi, chẳng qua là anh em mà bắt đồng chính kiến thôi, chứ còn cái văn hóa, cái tập tục cha ông của mình vẫn giữ chứ, cho dù đi bất kỳ nơi đâu. Vậy bạn nghĩ thế nào khi là vừa rồi hình như ông Phan Kỳ Nhơn hả? Mình có nghe thông tin đó là ông Phan Kỳ Nhơn phản đối cái vụ mà người Việt ở bên đó tổ chức cái đường hoa hay là cái hội chợ hoa gì bên đó đó. Bạn nghĩ thế nào về cái quan điểm đó của ông Phan Kỳ Nhơn? Mình thì không nghe cái tin đó, nhưng mà mình thấy những cái người mà phản đối nghe đó, hả? Mình cũng không có đồng tình ủng hộ những cái điều ngu xuẩn, những cái ý kiến ngu xuẩn như vậy. Cái đó là cái gì gọi là cái nét đẹp truyền thống đó, của dân tộc của cha ông mình, đúng không? Mỗi cái dịp mà Tết đến xuân về, như ở Việt Nam cũng vậy thôi, đúng không? Sao mà bỏ được? Không, mình đồng ý với bạn về cái vấn đề đó là nét đẹp của truyền thống cha ông. Nhưng mà ở đây là ông Phan Kỳ Nhơn, ông dựa trên cái gọi là, mình nói sao cho đúng ta, ông dựa trên cái quan điểm của ông á, là ông cho rằng là làm như vậy là bắt chước cộng sản, cho nên ông phản đối và ông kêu gọi là tẩy chay cái chuyện đó. Thì bạn thấy thế nào? Không, tôi thì không đồng ý, không đồng tình. Rồi anh thấy ở trong quốc hội đó, cái ông đại biểu quốc hội nào cũng nói là coi như là nên bỏ cái Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình đó. Đại biểu quốc hội nói mà. Đại biểu cũng có. Quốc hội ông nào ta? Ông nào? Có anh tìm hiểu đi. Tôi thì tôi không có nhớ cụ thể, nhưng mà có. Không. Ừ. Bây giờ nói như thế này, đôi khi chẳng hạn như viện sứ mà nói là có ông nào ở trong quốc hội nói, thì đúng ra nếu mà đã nói ở trong quốc hội hay là bất kể một ban ngành nào đó thì mình phải cần phải nhớ tên để khi nhắc mình có đúng cái dẫn chứng đúng. Còn bây giờ nói còn ông trong quốc hội hay bảo tôi chẳng hạn, tôi ông nào bây giờ thôi, tôi ví dụ ông tổng thống Mỹ, ông mới đánh bom thì bảo mới đánh bom, chẳng biết đánh bom đâu, bảo bảo đánh bom đâu, bảo thế để ông mới thử vũ khí. Thì chết nhau à, đúng không? Bây giờ có thể là tôi lên Google, tôi search ra ngay bây giờ, tôi trả lời cho mấy anh luôn nha. Thì đúng rồi, thì rồi. Bây giờ chẳng hạn như vậy, phải có cái người nào như thế nào mình dẫn chứng ra. Đấy, người dân người ta cảm thấy không đúng thì người ta sẽ không ủng hộ và người ta sẽ phản đối. Và những cái gì nó đúng thì người dân sẽ ủng hộ thôi. Còn bây giờ chẳng hạn như viện sứ nói ông đấy, ông đó ở trong quốc hội thì cũng nó không đúng. Đó, nó phải là ở ban bệ nào, nói phải chính xác. Đúng rồi. Để tôi coi. Có thể là tôi sai về cái tôi nói là cái đại biểu quốc hội. Thế cho nên là có thấy không, chỉ cần một từ một dấu ở trong đó viện sư nói sai thì người ta sẽ hiểu sai. Vậy mình đang xác nhận đây. Đang tìm thông tin. Giáo sư nghe, cái đó là một cái vị giáo sư Võ Hồng Xuân, chứ không phải là Võ Hồng Xuân. Sẵn mà bạn tìm hiểu thử xem cái ông đó hiện tại ông đang công tác ở đâu, ông còn làm việc hay không, hay là đã gọi là nghỉ hưu hay là như thế nào rồi? Ông là nguyên Võ Hồng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ. Nguyên hả? Nguyên hiệu trưởng hả? Để từ từ để mình coi thử, để vô cái tiểu sử của ổng thì biết thôi. Tiểu sử Võ Tổng, giáo sư Võ. Ok, để từ từ để vô cái tiểu sử là biết.
Ông là hiệu trưởng trường đại học Cần Thơ. Không, nhưng mà ý là mình hiện tại còn đang là hiệu trưởng hay Ông không? đang tìm nó. Nè, cái chức vị của ổng nè: giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà khoa học thuộc về cái lĩnh vực nông nghiệp. Đó, Nhưng mà ý mình hỏi hiện tại vẫn còn từ đang từ. làm việc hay không, hay là À, từ nguyên từ, mình đang vô cái cuộc đời, cái sự nghiệp của ổng đây. Hai mười ba. Chắc có ổng về hưu rồi, à, chắc thì về cho rằng là đã về hưu rồi đúng không? hưu. Chắc về Đã, hưu. cho rằng đã về hưu đi, thì có nghĩa là người không còn gọi là đang đương chức hay gì nữa, tức là một công dân bình thường, mặc dù trước đây ông ta từng là giáo sư, từng là cái gì đó vân vân, đó là cái quá khứ của ông ta đúng không? Thì cũng giống như cái câu chuyện đó chúng ta nói là gì, đây là trước mắt là cái quan điểm cá nhân của một người thôi, và rõ ràng cái quan điểm của ông ta cũng được gặp được phản ứng trái chiều rất là nhiều. Cụ thể trong đây có tôi, có Du Nam, và có kể cả Trung cũng phản đối về cái quan điểm đó đúng Đúng không ạ? rồi. À, thì ngược lại thì vấn đề ý mình hỏi á, là vấn đề ông Phan Kỳ Nhân á, tức là từ mình nghĩ là giống như nãy bạn nói mình cũng đồng tình, tức là vì ông dựa trên cái quan điểm của ông là ông nói là gì, cho rằng là bắt chước của cộng sản, thì thấy nó kỳ đúng không, thấy nó kỳ kỳ đúng không, bởi vì cái đó là văn hóa dân tộc không bắt chước ai cả, bạn đồng ý với mình không? Đúng rồi, cái Tết cổ truyền này nó có từ cái thời mà cái thời À. cha ông của mình, cái thời phong kiến đến giờ, chứ đâu phải là có cái thời điểm mà cộng sản đâu, đúng không? Sau năm 45 đâu. Thì xét theo một mặt nào đó là cá nhân ông Phan Kỳ Dân á, là cũng có sự độc tài trong đó đúng không? Đúng rồi, mình đâu có ủng hộ cho những cái lời nói vớ vẩn đó đâu. Ok bạn. Rồi. Không, Chúng ghét có cộng đặt sản không có à, nghĩa bạn. là anh tẩy chay những cái văn hóa, đúng không? Những cái gì gọi là cái văn hóa, cái gì gọi của dân tộc. Cộng sản họ Rõ đâu có ảnh ràng. hưởng gì đến cái văn hóa tín ngưỡng đâu. Nói Dạ chung mời anh Chương toàn ý. tôi thấy là những cái người mà giáo sư ở trong Việt Nam, với cái ông gì mà ông Bùi Hiền đó, ông đưa ra cái ông nói là ông mày mò, coi như là ông công sức hơn 20 năm nghiên cứu cái kiểu chữ mới, cái đó, tôi thấy tào lao, đúng không? Mà thay đổi được. Nếu mà đọc đó, cho nó đúng cái âm của nó, anh thấy là giống như là cái tiếng tàu, Thực đúng ra không? ông Bùi Hiền cũng 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 chỉ là cá nhân nữa, cũng là Đó, một cá nhân đó, và động nhưng môn mà đó là quyền. là những người là coi như là những người có kiến thức với anh, có cái tầm mà ảnh hưởng nhất định với anh, cũng là toàn là giáo sư tiến sĩ không mà. Rõ ràng giáo sư tiến sĩ tức là giáo sư giáng sĩ trước đây. Đâu có phải là cái dạng cuồng bơ cuồng bắc như anh em mình đâu, đúng không? Đúng Như anh rồi. em mình thì Rồi. nói được. Nhưng mà tại sao mình nhấn mạnh cái câu là giáo sư tiến sĩ trước đây? Nghĩa rằng là gì? Vậy tại sao cái thời điểm mà họ đang làm giáo sư đó, đang làm công tác đó, đang giảng dạy đang thế này thế nọ, thì họ lại không đưa cái quan điểm đó ra? Thì xét cho cùng hiện tại bây giờ họ chỉ là một cái công dân thôi đúng không? Thì đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Cái chuyện đó là hoàn toàn bình thường, theo mình nghĩ hoàn toàn bình thường, và chúng ta có thể phản đối Họ hoặc chúng ta ủng hộ, cũng đó là quyền của chúng ta. Đồng ý không? cấm ấy là họ là một cái công dân, nhưng mà họ đã từng là một cái người mà coi như có cái tầm ảnh hưởng, cái tiếng nói của họ có cái tầm ảnh hưởng anh. Giáo sư mà anh, như ông Thì giáo đồng ý, sư. mình đồng ý với bạn, ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm trong số dân 100 triệu, cái đó mới quan trọng, và ảnh hưởng như thế nào đúng không, tức là
cái rõ ràng cái quan điểm của ông ta đó khi đưa lên đó thì cũng gặp lại phản ứng rất là nhiều, chứ đâu phải là ai cũng ủng hộ đâu. Thì cái chuyện đó mình nghĩ cũng hoàn toàn là cũng phải chẳng có gì ồn ào hết. Kể cả bên phía trái chiều mấy anh cũng phản ứng mà, tôi biết mà, chứ đâu phải không đâu. Cái gì đúng mình ủng hộ, cái gì sai mà mình phản đối đó, đúng không? Tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ sao rồi? Thì đúng rồi, thì cái chuyện đó việc ra tự là cái chúng ta cũng dễ hiểu, cái đó là cái quyền tự do ngôn luận cá nhân của mỗi người thôi. Họ hoặc là chúng ta nôm na như thế này, tự đưa cái gì ra đó cho rằng là cái phát minh của mình và yêu cầu người khác cấp bằng, thì cái chuyện đó là một cái cơ quan, một cái tổ chức họ sẵn sàng cấp thôi. Nhưng mà cái vấn đề nó có giá trị với cộng đồng, giá trị với xã hội không, thì cái đó mới là cái câu chuyện quan trọng, đúng không? Còn mỗi cá nhân, thí dụ họ tự thế này tự thế nọ, đó là quyền của họ. À không, đó là quyền. Thí dụ thư Quang nói đi, thư Quang nói bây giờ mai thì thư Quang xếp cái giấy thành hình cái máy bay, thư Quang ra yêu cầu cục sở hữu trí tuệ, đây tôi xếp được cái máy bay, đề nghị cấp cái bằng sáng chế độc quyền cho bản thân tôi về cái máy bay giấy này, thì họ vẫn cấp thôi. Họ vẫn cấp thôi, nhưng mà nó có một chút giá trị gì hay không á thì nó lại là cái câu chuyện khác. Thì mình đúng không, điều viện xử lý cũng là cái gọi là cái quan điểm của viện xứ là chống cộng, chống cộng sản. Thì chẳng hạn như người Việt Nam không chống cộng sản đấy, bởi vì là sao người ta vẫn ủng hộ cộng sản ở đất nước, bởi vì người trên đất nước Việt Nam cộng sản vẫn làm tốt cho người dân, cho nên người ta không chống. Còn viện xứ chống là cái thế viện xứ đấy, viện xứ ở bên Mỹ, viện xứ thích chống ai chống, kể cả chống ông Trung ấy, ông bây giờ lần thì ông gì kệ viện xứ. Việt Nam ấy là quan điểm riêng tư của viện xứ. Việt Nam. À, cái chuyện viện xứ chống ở đâu, cại viện xứ đi. Tức là từ nãy giờ rõ ràng thì viện xứ chưa có biểu hiện gì hết ở trong đây. Nhớ chưa? Ok, thì em chưa? Cũng em hiểu như vậy. À. Thì em viện xứ đây cũng thường nói chuyện ở trên live thì vẫn quan điểm. Mỗi người một quan điểm, em vẫn tôn trọng mà. Thì em cũng nói thẳng ra là như vậy đấy. Nữa hả anh Minh? Cũng dễ. Mới 10 người, mới 7 người, bây giờ nữa hả? Hoài vậy? Ba cũng... À 7 người, nãy Trung có nói mà. Cái cách nhìn nhận và cái quan điểm của Du Nam. Nhưng mà anh nên nhớ rằng họ không nói là không có nghĩa là họ đồng ý, họ chấp nhận, họ ủng hộ. Anh Du Nam hiểu không? Anh đâu có biết là cái tâm tư, cái suy nghĩ của họ như thế nào đâu. Mà anh vừa đánh giá nhưng là người ta là ủng hộ, người ta đồng nhưng mà thế này nè, thế này nè, là người biển xứ nè, bạn vừa nói họ là người dân, họ ở đây là người dân không? Theo hệ là người dân hả? Vậy tức là mình cũng đồng ý với biển xứ nè, tức là Du Nam cũng không thể nào nắm bắt được tâm lý, cái biểu hiện của họ muốn gì và thích gì, đúng không? Đúng rồi. Thì ngược lại, ngay cả biển xứ cũng chẳng biết họ thích hay họ không thích, và biển xứ khẳng định như vậy thì có vội vàng không? Đúng rồi. Thì nói chung á, thì Du Nam nói cũng theo cái cảm nhận của Du Nam, mà tôi nói cũng theo cảm nhận của tôi, đúng không? Thì đúng rồi. Nếu mà biển xứ nói theo cái cảm nhận của biển xứ á thì mình tôn trọng. Còn cái này biển xứ lấy cái quan điểm của biển xứ á để áp đặt cái quan điểm của Du Nam á thì mình không đồng ý. Đồng ý không ạ? Không, tôi nói tôn trọng mà, tôi tôn trọng mà, trước khi tôi nói là tôi tôn trọng cái quan điểm, cái nhận. Không, tại vì nãy viện sứ bác bỏ cái ánh nhìn của Du Nam về những con người dân của Việt Nam, đúng chưa? Viện sứ nói rằng là tại sao Du Nam khẳng định được là họ thế này, họ thế nọ. Thì ngược lại, cái đó là cái nhận định của tôi nói như này, anh không hiểu cái ý của tôi sao? Rồi. Anh đâu có biết. Rồi, viện sứ nói lại xem. Tâm tư, cái suy nghĩ của người ta như thế nào? Ok, giờ nếu viện sứ nói như thế đúng không? Thì ok, thì bây giờ mình nói thế này. Thì mình nói thế này, thì ngay cả viện sứ cũng chẳng biết được tâm tư của họ như thế nào. Cho nên cái câu chuyện này là chúng ta không thể khẳng định được, đúng không? Nhưng mà cái rõ ràng nhất là đây nè. Cái rõ ràng nhất là vấn đề nó nằm đây nè, viện sứ công nhận với mình không nè. Bất cứ một quốc gia nào cũng vậy. Khi họ ban hành ra một cái hiến pháp của quốc gia đó, thì là được sự đồng thuận của đa số người dân. Bạn đồng ý với mình điểm này không? Ok, đồng ý không? Anh biết cái hiến pháp của Việt Nam mình á,
Khoan, bây giờ mình hỏi bạn nè, bạn đồng ý hay không cái điểm đó hay không cái đã. Đấy, tôi đồng ý, tôi đồng ý. À. Nhưng mà cái này rồi, tại cái hiến pháp của Việt Nam, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nó được xây dựng, nó lái từ cái mô hình nào không anh? Bây giờ mình nói cho bạn nghe nè, lấy từ mô hình nào hay như thế nào đó đó thì là do cái cách suy đoán, cách nhìn nhận của mỗi người. Không, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây mà nói cho bạn nghe, okay. Quan trọng nhất ở đây, đây nè là đa số người dân đồng thuận, có nghĩa rằng chúng ta là một công dân của bất cứ quốc gia nào đó, mặc dù chúng ta không hài lòng nhưng mà chúng ta phải phục tùng cái đa số đó, cái đó mới là dân á, đúng không anh? Biết không bạn, mà bạn đồng ý với mình điều đó không? Nhưng mà tôi có cái đồng ý, có điểm đồng ý, có điểm tôi không đồng ý, đúng không? Tại sao bạn, mình nói bạn nghe nè, bởi vì á mình hỏi bạn lại là một lần nữa, bạn đang là công dân Mỹ đúng chưa? Đúng rồi. À, cho nên á những cái việc gì ở đất nước Việt Nam bạn đồng ý hay không đồng ý á, nó không có giá trị, đồng ý không? Không, tôi có quyền đi. Tại sao không? Tôi là người Việt Nam và đồng thời không có... bạn là người Việt Nam, bạn là người Việt Nam, nhưng mà mình hỏi bạn nè, bạn có quốc tịch Việt Nam không? Tôi còn quốc tịch Việt Nam chứ anh, tôi mới đi về. Có Việt không? Có không? Có. Có hay không? Bạn đừng nói còn. Có không? Không chắc không? Có chứ sao không? Bạn có thể show ra được không? Tôi đưa cái hộ chiếu của tôi, cái hộ chiếu của tôi là vẫn hộ chiếu Việt Nam mà. Bạn show ra thử xem. Thì bạn show ra thì bắt bó khác à? Hả? Bạn show ra thử xem. Vẫn là hộ chiếu Việt Nam mà. Thì bạn show ra thử xem. Anh phải đòi tôi lên trên đây là không phải show không ra. Không phải bạn. Là cái gì? Chứng minh chứ. Tại vì bạn phải hình dung như thế này nè. Cái câu chuyện của mình với bạn chia sẻ đó, mặc dù chúng ta chỉ là những người dân bình thường thôi, đúng không? Nhưng mà trên cái live này là gì? Nó mang tính toàn cầu. Thì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến những người nghe sau. Đâu có anh. Ví dụ bây giờ tôi lái qua xe cái câu của Du Nam nói đây, ok. Không. Có người dân đồng tình ủng hộ, đúng không? Tại vì Du Nam á, Du Nam là nói với tư cách, bạn nói nghe nè, nói cho bạn nghe nè, Du Nam nói với tư cách là người dân. Du Nam chứng minh thì Du Nam lấy cái gì để mà chứng minh cho tôi? Anh hiểu không? Bây giờ bạn để tôi nói đã. Du Nam nói á, và Du Nam đứng trên tư cách là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và đó là chính bản thân Du Nam đã bỏ phiếu làm cái điều đó. Cho nên lời nói của Du Nam nó có giá trị đối với công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng ý không? Còn bạn không phải là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mặc dù bạn biết nói tiếng Việt. Đồng ý không? Cho nên những lời bạn nói mà nó hơi khác về vấn đề đất nước thì bạn phải chứng minh. Cái đó, chứng minh là bạn gì? Bạn có okay. có sự liên kết. Nói một câu chính xác như thế này nè. Bạn nghe nè. Phải có cái câu này nè. Người có nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm liên quan. Bạn hiểu câu đó không? À, cái đó là cái luật ở Việt Nam nó đặt ra như vậy thôi. Còn ủa? Nên nhớ Mỹ có không? 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 Dĩ nhiên Mỹ nó cũng có. Nhưng mà người ta có quyền. Lại, sao lại dĩ nhiên? Tức là bây giờ thế này. Bây giờ mình nói như thế này nè. Bây giờ nghe cá nhân tụi mình đi. Áp đặt cái điều gì đó đối với các công dân Mỹ như bạn á, bạn chịu được không? Nói chung là đơn giản. Bạn đồng ý không? Anh đừng có lấy cái đó ra để mà anh ràng buộc tôi. Bây giờ cho dù tôi không... Không phải ràng buộc thế này. Từ vì bạn hiểu không? Hiểu không? Tầm bậy. Bây giờ nghe nhà mình nè, mình đâu có quyền lên tiếng về công dân Mỹ đâu. Mình có thể mang vấn đề nào đó để mình tìm hiểu, mình nói thế này thế nọ. Chứ mình đâu có quyền mà mình lên tiếng với công dân Mỹ. Tầm bậy không à. Anh có quyền đó, nếu mà anh quan không. Tâm. Nếu mà anh quan tâm đến tôi, Mỹ này anh không, không, tôi không có quyền hành gì ở đây cả. Mình nói tôi ví dụ đi. Giống như bạn đi. Mình nói cho bạn nghe nè, giống như bạn đi ở trong gia đình bạn đi. Thằng hàng xóm đâu thể nào can thiệp vào chuyện vợ chồng của hai bạn của hai vợ chồng bạn được. Nói ngay đơn giản thôi, viện sứ bây giờ con của viện sứ 18 tuổi, đỗ viện sứ dám dính dáng vào cái chuyện con cái của viện sứ, chứ đừng nói đến xã hội. Em nói đơn giản là cái câu chuyện là bây giờ
can thiệp vào đời sống riêng tư của con cái của viện sứ thôi, đúng không? Cho nên tại vì á, tại sao mình muốn, tại sao mình muốn bạn xác nhận như vậy là vì gì? Tự bị bạn á là một công dân Mỹ, nhưng mà bạn lại đi quá xa vào cái chuyện của công dân của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Anh chưa để cho tôi giải thích, anh cứ chặn đầu. Đúng không? Tôi chưa nói hết ý mà. Không phải, tôi không chặn đầu bạn, bởi vì bạn không hiểu được cái quy tắc của diễn đàn chúng tôi chơi. Cái chúng tôi chơi á là cái gì nó phải rõ ràng từng phần một. Nhưng mà tôi có cái lý do. Mà nó rõ ràng từng phần một đi á thì sau đó chúng ta sẽ trao đổi được. Bạn hiểu không? Bạn không xác nhận những cái điều kia làm sao tôi để bạn nói được? Okay, bây giờ cho dù... Bởi vì nếu mà bạn không xác nhận á, mà tôi để cho bạn nói á, thì vô hình chung á, là tôi để cho bạn đi là một kẻ đi rải truyền đơn online. Ok, không sao cả, bạn nói chuyện với tôi cũng được, không nói chuyện cũng được, không sao nha. Đó, nói cho bạn hiểu cái gì thì chúng ta phải rõ ràng. Nên nhớ cái câu này nè: người có nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm liên quan, được chưa? Chung ngủ hả hay gì? Em đang nghe. Ủa anh viện sứ anh xuống rồi. Thì cảm thấy là không phù hợp. Không phù hợp để trao đổi nữa. Ok thì mình cũng đâu đây mà miễn cưỡng họ được. À, em cảm ơn Lâm Nhân Hà. Cái nick Trung Nguyên này thì em nhìn thấy hơi quen quen. Thế nhưng mà như thế này, nãy giờ có hai cái vấn đề đang định nói để anh viên sứ chia sẻ, thì anh trả lời những câu hỏi, thực ra những cái câu hỏi đó thì anh trả lời không phải là khó, đúng không ạ? Thế nhưng mà mỗi cái là mình có trả lời hay không thôi. Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất anh có nói đến là, thứ nhất là cộng sản không liên quan, không quan tâm vấn đề tâm linh. Cái này thì anh nghiên cứu lại nhé. Không liên quan vấn đề tâm linh hay là không quan tâm, mà tại sao là lãnh đạo đảng nhà nước người ta lại đi chúc Tết các nơi, đúng không ạ? Tại sao, thật sự mà nói á, anh rất là ủng hộ những cái gì mà em đã đưa ra, nhưng mà rất tiếc anh ta không trả lời được. Anh ta cố tình dẫn dắt em đi một cái hướng khác. Nhưng mà anh hiểu về anh ta bên này rồi. Hiểu không? Dạ. Thật sự mà nói á, những cái con người mà đã đi qua đất nước Hoa Kỳ này đã có quốc tịch. Anh Lâm Văn Hà đang nói mà. Có quốc tịch Mỹ rồi, không có quyền hành gì mà xía cái miệng vô trong cái đất nước Việt Nam cả. Đó là mình nói rõ luôn, hiểu không? Cũng nghe thấy luôn. Quyền. Mà anh ta nói là anh ta có cái passport. Cái passport ai cũng có cái passport. Cái passport nó khác, còn cái quốc tịch Việt Nam nó khác, quốc tịch Mỹ nó khác. Passport giấy thông hành thôi. Đúng không anh? Passport chỉ là giấy thông hành thôi, đúng không? Chính xác. Nhưng mà rất tiếc ở đây những cái thành phần con người mượn cái danh đấu tranh lên đây là dẫn dắt để mà xuyên tạc hay là hoặc kêu gọi quyên góp tiền để mà xài cá nhân cho bản thân họ thôi, cho họ không có giúp gì được cho cái đất nước Việt Nam mình cả. Đó là Lâm Hà nói thật. Nhưng mà cái con người này, cái anh chàng này Lâm Hà hiểu rõ về cái con người anh này quá, biết mà. Anh chàng này á là hơn thua chị em phụ nữ rất là nhiều, mình nghe hết. Nhưng nè, đã nói cái anh biển sứ về nghe nè, biết anh quá rồi, thấy không? Thì tốt nhất anh kiếm cái phe đảng của anh á, anh nói đi ha. Anh đừng có vô những cái diễn đàn này, cái diễn đàn này là không có đúng cái chỗ để anh đi, hiểu không anh biển sứ? Đó là nó thật sự á, anh lên anh không hiểu cái người chịu chủ diễn đàn này là tên gì. Anh nói những cái, anh hỏi những cái câu vớ vẩn không có đúng. Rồi chào em, rồi trả lại diễn đàn cho em, anh ngồi anh nghe. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn luôn nè. Thực ra cái tay Trung Nguyên này á, nè, nhắc lại cho Trung Nguyên nhớ nè. Trung Nguyên vào cái diễn đàn thơ quan này á lần thứ hai rồi nha. Lần đầu á là Trung Nguyên nhắc cho Trung Nguyên nhớ luôn, cũng là cái vụ hỏi Trung Nguyên là có quốc tịch Mỹ hay không.
Lúc đó Trung Nguyên nói không, chưa có, ê xin lỗi quốc tịch Việt Nam hay không? Lúc đó Trung Nguyên nói không, nhớ chưa? Cho nên là nhớ không? Lần thứ hai là rồi, cho nên là nãy ngay từ đầu mà Trung Nguyên nói đó, là tôi mới hỏi Trung Nguyên đó, để làm gì? Để tôi nắm bắt được cái lòn lách, cái lạng lách nó như thế nào, hình dung đúng chưa? Còn tôi rất hoan nghênh, tôi nói thật anh em đây, kể cả thằng Trung hay là Du Nam cũng vậy, nói rất là rõ ràng, vào đây chơi trái quan điểm cũng được, không thích cái gì cũng được, thoải mái, nhưng mà phải cái nào ra cái đó thì anh em trao đổi nó mới vui. Chứ đừng có nghĩ mà vào là thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai thì lại không hay lắm, thì không được. Huy mất camera, Huy ơi. Lúc nãy thì em đang chia sẻ, thứ nhất là anh có hai cái nội dung. Trung cầm diễn đàn giùm anh chút xíu nha Trung. Ok. Thì cái nội dung vừa rồi thì em cũng có chia sẻ rồi, còn cái nội dung thứ hai á, là ý anh có nói là nếu mà mình quan tâm đến cái chuyện chính trị của Mỹ đó, thì mình có quyền để mà nêu quan điểm thế này thế nọ. Thế thì cái điều đầu tiên thấy rất là lạ lùng là như thế này. Thứ nhất là luật pháp quốc tế người ta cũng có quy định về cái vấn đề công việc nội bộ các quốc gia đấy. Thì đến hệ thống chính trị của một nước khác, anh cũng không có quyền can thiệp vào cái hệ thống chính trị của quốc gia bạn. Chứ đừng nói gì là công dân, đúng không ạ? Mà anh công dân của Mỹ mà anh lại bảo anh có quyền anh đưa ra quan điểm này quan điểm nọ đối với người dân Việt Nam. Thử hỏi bây giờ ví dụ đồng ý theo quan điểm của anh đi, anh nói như vậy là đúng đi, đúng không ạ? Nó hợp tình hợp lý đi. Thì bây giờ anh ví dụ như anh yêu cầu anh Du Nam là anh phải có quan điểm như này như kia, thế bây giờ tôi cũng yêu cầu anh phải có quan điểm như này như kia, có được không? Bởi vì chúng ta đều bình đẳng mà, anh có là công dân Mỹ hay là công dân nước nào thì chúng ta đều là bình đẳng hết. Nó không liên quan đến cái vấn đề là chúng tôi có quyền hay không có quyền. Đến công việc gia đình anh mà hàng xóm người ta còn không có quyền can thiệp nữa, đừng có nói là cái vấn đề của một quốc gia khác, đúng không ạ? Còn dĩ nhiên các anh ở bên Mỹ thì các anh ủng hộ bên nào đó việc của các anh, còn chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi ủng hộ ai đó việc của chúng tôi, đó quyền tự do của mỗi người. Sao các anh cứ phải áp đặt, các anh có phải muốn là thế này thế kia làm cái gì, đúng không ạ? Chúng tôi có quyền, có nghĩa vụ giống như các anh thế thôi. Ở bên Mỹ các anh bảo có quyền, ok đồng ý, các anh có quyền theo luật pháp của Mỹ. Các anh bảo là ở xứ tự do đúng không, có quyền nhưng mà phải theo luật pháp của Mỹ. Thì Việt Nam chúng tôi cũng có hiến pháp và pháp luật chứ đâu phải không có. Các anh sống ở Mỹ thì các anh tuân thủ pháp luật Mỹ, chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi tuân thủ pháp luật Việt Nam. Chúng tôi có quyền lợi ở Việt Nam thì chúng tôi có nghĩa vụ với Việt Nam, giống như các anh có nghĩa vụ đóng thuế với nước Mỹ đấy, đúng không ạ? Các anh sống ở đâu thì các anh phải tuân thủ theo hiến pháp pháp luật ở nước đó. Và mỗi một quốc gia người ta có một cái quy định riêng, không nước nào giống nước nào. Bây giờ các anh cứ yêu cầu hay là các anh đưa ra quan điểm là phải như thế này, phải như thế, các anh lấy tư cách gì để các anh yêu cầu phải như thế này, phải như thế kia? Thì ngay đúng ban đầu Trung có thấy không? Anh này anh thể hiện một cái người ở xứ văn minh gọi là xứ Mỹ. Khi vào nhà người ta hỏi mày là phải chủ nhà hay không, mày tên là gì, cái điều đó thấy không? Mình đã thấy thể hiện một con người nó như thế nào rồi thì anh em ở cái cộng đồng mấy ở cái giai này thì người ta hiểu rõ cái bản chất của con người đó rồi, đúng không? Ngay như khi Miễn Dứ lên hỏi cái lai này ở nhà ai, anh là ai, hỏi chủ lai như thế thì thôi mình cũng không biết nói chuyện được nào luôn. Chứ anh Lâm Văn Hà vừa lên anh cũng lên án về cái vấn đề là vào nhà người ta chơi mà không biết người ta lai mày tên là gì, mày ở đâu, mày già thế nào ấy. Thì mình cũng thấy thật sự là đáng buồn cười và tội nghiệp. Thì cũng rất là lạ thôi, bởi vì thực tế là mà nói như này nè. Khi mà anh nói thực tế thì em cũng rất là lắng nghe, bởi vì là mình lắng nghe ở đây là không phải là mình lắng nghe để đâu, mà em lắng nghe để em học hỏi để xem như thế nào. Nhưng mà thực tế mà nói thì kể cả là ông giáo sư, chứ 10 ông giáo sư phát biểu đó nó là quan điểm cá nhân, đúng không ạ? Thế thì bây giờ người ta phát biểu quan điểm cá nhân thì chúng ta có quyền ủng hộ hoặc là phản đối, đó là quyền của chúng ta. Chúng ta có quyền, người ta cũng có quyền. Thế nhưng cái quan trọng, cái quan điểm của người ta đưa ra nó có làm thay đổi về một cái vấn đề gì hay không, một lĩnh vực gì hay không. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là ông đó là giáo sư ở lĩnh vực nào. Ví dụ mà ông giáo sư về ô tô mà ông này
đi phát biểu về xe đạp ấy, thì nghe nó có hợp lý không, đúng không? Thì cái gì ra cái đó, chúng ta phải rất rõ ràng ở đây là cái quan điểm cá nhân không ai cấm cả, miễn là các anh đừng có đã phát biểu những cái quan điểm mà nó thuộc về lĩnh vực đã được pháp luật quy định, đúng không ạ? Ví dụ như các anh ở bên Mỹ đó, các anh bảo tự do, bây giờ các anh kéo ra vào đường, các anh biểu tình, các anh đòi lật đổ đảng Dân Chủ, xem mà các anh có bị ăn thịt không? Anh nói cái chuyện buồn cười, trên tất cả các quốc gia trên thế giới thì quốc gia nào người ta cũng có đảng lãnh đạo cả, các anh phải nhớ một điều như thế, không có quốc gia nào không. Các anh có quyền lựa chọn nơi sống của các anh, đúng không ạ? Có quyền lựa chọn cái đảng lãnh đạo các anh, thì chúng tôi cũng có quyền của chúng tôi. Bây giờ anh lấy cơ sở thì anh bảo là người dân Việt Nam không mong muốn, anh lấy cơ sở nào, số liệu nào? Nếu không mong muốn thì người ta tồn tại được mấy chục năm nay à, cả trăm năm nay à, đúng không ạ? Rất là buồn cười. Thế bây giờ cái thực tế, đồng ý các anh có những cái ánh nhìn về Việt Nam, ok. Dĩ nhiên can thiệp ở đây là can thiệp về góc độ chính trị của quân sự nhé, bạn Hoàng Nguyên, chứ không phải là cái vấn đề ví dụ như là các cái vấn đề khác đời sống thường ngày, các cái sự vật hiện tượng hoặc là các cái vấn đề mà nó xảy ra hàng ngày đó, thì cô chú anh chị có quan tâm, có quan điểm của mình, cái chuyện đó nó hết sức bình thường. Còn đã giống như một số anh chị em lên bảo tôi đóng góp để cho Việt Nam phát triển, bản thân công của các nước đấy, công đang nghèo mạt đi, công đòi cho bọn tôi phát triển cái gì, công lấy cái gì cho chúng tôi phát triển, rồi hay là các ông này bảo có ý kiến là tôi ý kiến cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi, công lấy tư cách gì để ý kiến cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi? Cam Huy ơi, đúng không ạ? Ở đây nói thì nói, chúng ta ở đây có mỗi có những cái sự vật hiện tượng, ví dụ như thằng Trung Huy chẳng hạn, Huy Nghiện ấy, ngày ngày nó bảo nó ghét Đảng Cộng sản, nhưng mà ngày ngày nó lôi báo Đảng Cộng sản ra để phân tích, đúng không ạ? Xin hỏi các cái vụ việc ở trong nước không báo Cộng sản đưa lên, các ông lấy đâu ra công đọc, ông chui gầm giường nhà người ta, nhà vệ sinh. Nói những cái vấn đề nào mà chúng ta đóng góp ý kiến, ok, nhất trí, các anh đóng góp ý kiến trên tinh thần phát triển, thì các anh cứ viết thư, gửi mail vào trực tiếp các cái hòm thư của các cơ quan chức năng người ta nghiên cứu. Xin thưa với các anh là tất cả các hệ thống các nước, một là người ta đều có đảng lãnh đạo, thứ hai là người ta có những cái bộ óc tinh hoa để người ta phân tích, người ta dự đoán, người ta có tầm nhìn, người ta có sự nghiên cứu, đúng không ạ? Bây giờ các anh, ví dụ các anh ngày ngày các anh đi làm hãng trong, các anh bảo đóng góp cho Việt Nam phát triển, tôi đến lại không, phát triển kiểu gì? Hay là như thằng Phiên Đồng ấy, cái thằng Phiên Đồng nó đi cắt cỏ mà nó đòi bàn về chiến lược kinh tế vĩ mô toàn cầu, nó mà giỏi thế nước Mỹ nó bế về lâu rồi, làm gì còn đi cắt cỏ Canada nữa. Nó nói đơn giản thế thôi, anh em mình thừa hiểu. Thực ra ở Việt Nam mình á, nếu như mà không cho nói á thì nó kêu là không có tự do ngôn luận. Thế bây giờ người ta phát biểu quan điểm cá nhân, người ta bảo bỏ Tết. Thế thì riêng cái ông giáo sư ông đưa ra quan điểm bỏ Tết thì đã bao nhiêu người phản đối rồi, đúng không ạ? Cái chuyện đó là quan điểm cá nhân người ta, chuyện đó hết sức bình thường, nó chả ảnh hưởng đến ai cả. Mà ông Bùi Hiền cũng thế, ông nghiên cứu, ông đưa ra cái chữ đó, đúng không ạ? Thì ông cũng có quyền là yêu cầu là cấp bằng sáng chế hoặc là cấp cái độc quyền, cái gì nó gọi là cái gì, bản quyền, đúng không ạ? Là chính chủ bản quyền, và cái vấn đề đó của ông đó nó hết sức bình thường, cho nó đâu có liên quan vấn đề đến cả xã hội cái gì đâu. Thế là cái này thực ra, thực ra thế này là chung nè, cái trò của tay người biển xứ này là gì biết không? Chung từng nhớ cái nói cái chiêu lộn vòng không? Mục đích á là nó xoáy về vấn đề là từng là giáo sư, là có ăn có học lắm 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 la, rồi cuối cùng là cái trò này nó chỉ có vậy thôi à. Bởi vậy nó nói rồi, anh đã nói ngay này đấy rồi, mẹ cái 40 mấy năm rồi vẫn là ba que, nó không lên được ba que mốt hay ba que hai giùm cái. Mà khổ một cái mấy thành phần này nó lợi dụng cái cờ vàng ba sọc đỏ, chứ tụi nó có chẳng có bắt que của gì ở đây hết á. Nó lợi dụng vô cái hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ để nó phục vụ cho ý đồ xấu xa của tụi nó thôi. Mẹ nó làm như ba cái trò con nít múa cái gì ở đây, nó bảo rồi vô đi chơi ok đàng hoàng. Kể cả anh ông không ưa Cộng sản, anh ghét cái gì đó, quyền của anh ở nước Mỹ, quyền của anh. Nhưng mà trao đổi cái vấn đề nào ra vấn đề đó, và nó rõ ràng từng câu chuyện một. Tự dưng cái ông người Mỹ vô bảo cái ông Việt Nam mà tôi với ông bất đồng chính kiến, lạ đời vậy. Các ông có chính kiến của các ông công dân Mỹ liên quan đến chúng tôi, đúng không ạ? Nó rất rõ ràng, nó chẳng liên quan gì cả.